Xin chào các anh chị. Trong thời gian vừa qua, khi tình hình cháy nổ ngày càng trở nên nghiêm trọng thì có rất nhiều các anh chị là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thì có điện thoại cho chúng tôi để nhờ tham vấn cái biện pháp thi công lắp đặt cái hệ thống cảnh báo cháy. Vì cái vấn đề mà các anh chị gặp phải đấy là cái khi mà trong tình huống xảy ra cháy thì cái tiếng chuông báo cháy cũng như cái đèn báo cháy thì rất khó nhận biết vì cái âm lượng ở trong các cái phòng hát thường là rất lớn. Thì chúng tôi có tư vấn một cái giải pháp mà chúng tôi đã thực hiện ở một số cơ sở kinh doanh karaoke tại Hà Nội. Đấy là chúng tôi sử dụng cái thiết bị báo cháy không dây do hãng FireSmart sản xuất. Cái giải pháp này là cảnh báo cháy không dây, do vậy là chúng ta sẽ tiết kiệm được cái chi phí mà để cũng như là cái thời gian để mà phải cắt tường đục trần để đi dây đi ống để lắp đặt cái hệ thống báo cháy có dây thông thường. Và cái tác dụng của nó là trong cái tình huống xảy ra cháy, các cái đầu báo khói hoặc là đầu báo nhiệt này nó sẽ phát hiện khói bất thường hoặc nhiệt bất thường để nó chuyển cái tín hiệu cảnh báo cháy về cái tủ trung tâm hoặc thiết bị truyền tin. Cái thiết bị thứ hai chúng tôi sử dụng là các cái hộp tổ hợp gồm có nút nhấn và đèn báo cháy kèm còi báo cháy, và các cái hộp tổ hợp mini trên đấy gồm có một cái nút nhấn khẩn cấp và một cái đèn báo cháy để lắp ở trong các phòng hát. Còn đây là cái thiết bị truyền tin báo cháy. Trong tình huống xảy ra cháy, thiết bị truyền tin này sẽ gửi thông báo đến cái app trên điện thoại, đồng thời là thực hiện 20 cuộc gọi đến 20 số điện thoại đồng thời cho những người liên quan mà do chủ cơ sở cài đặt số điện thoại vào đây. Còn ở đây là tôi lấy ví dụ, đây là cái dàn âm thanh trong phòng hát. Trong tình huống xảy ra cháy thì chúng tôi sẽ sử dụng hai cái rơ le điều khiển ở trên cái bộ thiết bị truyền tin này để ngắt nguồn điện của dàn âm thanh. Ở đây tôi lấy ví dụ cái bóng đèn này để cho chúng ta dễ nhìn thấy. Sau đây tôi sẽ thực hiện thử nghiệm. Xin các anh chị lưu ý, tôi chỉ thực hiện việc này một lần duy nhất. Tôi nhấn nút. Chuông đèn sẽ kêu và ánh sáng sẽ tắt. Trên điện thoại sẽ có cuộc gọi đến. Khi hết tín hiệu báo cháy, hệ thống sẽ tự động khôi phục lại trạng thái bình thường. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi clip này.